Hàng chục ngàn người biểu tình chống kết quả bầu cử ở Campuchia tin từ Nam Vang. Hàng chục ngàn người ủng hộ phe đối lập đã tập trung biểu tình để yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về kết quả của cuộc bầu cử tháng 7 mà họ nói là đã bị gian lận để kéo dài sự cai trị của một thủ tướng nay phải đối mặt với thách thức chính trị lớn nhất trong hai thập niên. Đảng Cứu Quốc gia Cambodia, tức là CNRP, là sự hợp nhất của phe đối lập chống lại sự cai trị với bàn tay sắt của Hun Sen, tuyên bố mình đã chiến thắng trong cuộc bầu cử và cam kết sẽ tổ chức biểu tình cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng và kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận kết quả của cuộc bầu cử vừa qua. Đảng Nhân dân Campuchia, tức CPP, đã phủ nhận bất kỳ vi phạm nào và Thủ tướng Hun Sen đã tiến hành thành lập chính phủ bất chấp khiếu nại của phe đối lập. Đảng CPP đã thắng cử với một tỷ lệ suy giảm đáng kể, báo hiệu sự bất mãn đối với chính phủ đang lan rộng, bất chấp tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và thành công trong việc xóa đói, giảm nghèo. Ông Hun Sen đã thiết lập một liên minh chính trị thân cận với Trung Quốc, là nhà đầu tư lớn nhất của Campuchia. Lãnh đạo đảng CNRP, ông Sam Rainsy đã nói với đám đông là họ có quyền đòi hỏi công lý trong cuộc bầu cử. Ông Rainsy đã cáo buộc đảng CPP thông đồng với Ủy ban Bầu cử Quốc gia để ăn cắp 2.3 triệu phiếu bầu của đảng CNRP. Đảng CNRP đã kêu gọi những người ủng hộ không tuần hành trong thành phố vì sợ bạo lực có thể dễ dàng bùng nổ. Lực lượng an ninh đã đàn áp mạnh bạo các cuộc đình công và biểu tình của các công nhân nhà máy bất bình và những nạn nhân bị cưỡng chiếm đất ngày càng đông. Nhưng những người ủng hộ phe đối lập đã biểu tình một cách ôn hòa và cho biết là họ chỉ muốn tiếng nói của họ được lắng nghe. Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động được trang bị dùi cui và lá chắn đã được bố trí trên các đường phố gần đó, trong khi đám đông người biểu tình đầu buộc băng vàng với dấu hiệu hòa bình vẽ trên má tiến đến.